Bữa nay khí hậu rất là mát mẻ nha, trời mới mưa xong không có miếng nắng luôn. Ca dao có câu: gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Kể về cuộc đời bạc mệnh của Hoàng Phi Yến dưới triều nhà Nguyễn. Tương truyền trong đợt thứ ba bị Tây Sơn truy sát thì Nguyễn Ánh và thuộc hạ đã trốn ra Côn Lôn. Ông sống ẩn dật mấy tháng trời ở đây. Vì thế, hiện nay ở Côn Sơn có một ngọn núi cao gọi là Núi Chúa. Ở làng An Hải có đền thờ thứ phi của Nguyễn Ánh là Hoàng Phi Yến. Và ở làng Cỏ Ông có miếu cậu thờ Hoàng Tử Cải, con thứ của Hoàng Phi Yến. Năm 1783, để tránh sự truy đuổi của lực lượng Tây Sơn nên Nguyễn Ánh đã tháo chạy ra Côn Đảo, thậm chí ông còn quyết định đưa hoàng tử Hội An có tên tục là Hoàng Tử Cải đi cùng Đa Bá Lộc sang Pháp để làm con tin cầu viện sau khi bại trận nhiều lần. Hoàng Phi Yến tức là Lê Thị Râm xót cho con mình nên đã ngỏ lời khuyên ngăn Nguyễn Ánh đừng làm việc ấy. Nhưng Nguyễn Ánh chẳng những không nghe bà mà còn nổi trận lôi đình, nghi bà Phi Yến có ẩn ý thông đồng với quân Tây Sơn. Nguyễn Ánh đã truyền lệnh giam cầm bà vào một hang đá trên hòn đảo hoang vắng, sau gọi là Núi Bà, nằm ở phía tây nam Côn Đảo. Ngay sau khi giam cầm bà Thứ Phi, Nguyễn Ánh nghe tin quân Tây Sơn sắp đến Côn Đảo. Ông mang theo Hoàng Tử Cải rồi cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền chạy trốn tiếp. Lúc bấy giờ Hoàng Tử Cải khóc lóc đòi mẹ, vì sợ tiếng khóc khiến quân Tây Sơn phát hiện nên Nguyễn Ánh đã ném đứa bé xuống biển. Xác trôi tấp vào làng Cỏ Ông, được dân làng chôn cất tử tế. Còn về bà Phi Yến, may mắn được một con vượn và một con hổ cứu ra khỏi hang, sau đó về sống cuộc đời bình yên cùng với dân làng. Tháng 10 âm lịch năm 1785, làng An Hải, nơi có ngôi An Sơn Miếu ngày nay, tổ chức hội làm chay tế lễ trong làng. Họ rước bà Phi Yến đến tham dự cho thêm phần long trọng. Đêm hôm ấy, tại làng An Hải, bà đã bị tên Biện Thi, một tên đồ tể, lén vào cấm phòng của bà rồi giở trò sàm sỡ. Xong Biện Thi chỉ vừa nắm được bàn tay của bà thì bà đã kịp truy hô cho dân làng bắt tên sở canh này lại. Cũng đêm hôm ấy, bà Phi Yến đã liều mình tự tử để giữ được vẹn toàn danh tiết. Cái chết thương tâm của Hoàng Tử Cải và sự đau đớn tột cùng của người mẹ Râm là sự tích cho nguồn gốc câu ca dao: gió đưa cây cải về trời, rau Râm ở lại chịu lời đắng cay.